Rồi xin chào anh em, hãy cập nhật xe ngày mới anh em ơi. Chúc anh em có ngày mới thật là vui vẻ tuyệt vời nha anh em. Dãy đầu vẫn là xe ga như mỗi khi anh em ha. Vision, Copy Indo, Quest 3, Alex Thái, Alex Mo, Alex lớn 125 ha. Giá rồi phải có ghi trên yên anh em ơi. Ha, giá mới trên yên nè. Alex 125 thì nó tầm 7 mấy triệu anh em. Xe có bao hồ sơ cho anh em nha. Có ship cho anh em toàn quốc luôn nha nè. Anh em miền Tây thì ship Viettel, Tô Châu hoặc là cổ phần Sài Gòn, hoặc có thể gửi xe giường nằm nếu có. Ha. Còn anh em ở Sài Gòn chở ra miền Đông thì có thể miền Đông là kia rồi đó thì có thể gửi xe giường nằm. Xe giường nằm. Còn anh em ở ngoài Bắc thì bắt buộc phải gửi Viettel anh em ơi. Ngoài Bắc nó ít có tiếng giường nằm lắm. Còn hình thức giao dịch thì anh em chuyển khoản. Anh em chuyển một lần thì tin tưởng với một lần thì bác không phải cho tu hộ. Anh em khỏi tốn phí tu hộ. Còn anh em bàn bạc với gia đình không được kia rồi, người ta đâu coi kinh rồi, người ta đâu có hiểu đâu. À, người ta muốn chuyển một phần nào đó rồi để khi nào nhận xe thì rồi người ta trả tiền cái đó thì cấp cho thu hộ, không gì hết. Còn không có chuyện mà không có chuyển đồng nào kêu gửi xe, không có hình thức đó nha anh em. Tại vì chuyển ra đó là biết anh em có nhận hay không rồi mất công rồi chuyển hồi là cái hai đầu phí chuyển thì phải chịu hết. Còn cái phí vận chuyển thì do anh em á, mỗi tỉnh mỗi cái phí khác anh em, nó không nằm cố định ở cái mức phí nào hết, thành ra cái phần phí chuyển thì em có nói trước ha. Anh em ở tỉnh nào thì anh em đó tự trả cái phí chuyển, phép không có bao. Nó ví dụ miền Tây thì phí chuyển tầm 200-300k, ngoài Sài Gòn thì tầm 400-400, miền Đông thì 400-500-600, còn ngoài Bắc thì tầm triệu ngoài, triệu 2, triệu 4. Mà thành ra nó không có cố định nằm mức phí nào hết, thành ra không phép không có bao chuyển phần đó. Nó nói rõ ràng để cho anh em hiểu, chứ ví dụ như nó nằm cố định thì nó dễ rồi, em bao vẫn được. Qua ô nha anh em, qua ô này 4-6 năm anh em, cả hồ sơ luôn. Anh em cứ xem xe này rồi phép quay lại cái yên nó có cái giá thôi. Nó vậy đó, 4 chiếc ẹt 10 nha anh em, ẹt nhỏ, một chiếc vàng là hai càng rồi, ba chiếc còn lại là một càng hết. Winner V, Raider, Raider 2021 này nè, Winner V, này FI, Wagio, Wagio thấp chưa ghi giá, 4-6 năm mà phép báo luôn rồi nha. Đâu đó gõ gàng gạch mạch nha nè, cho nó dễ giao dịch. Cái mua bán không có mập mờ nha anh em, phép công khai tất cả các hình thức hết, từ giá cả đến là hình thức giao dịch, cách vận chuyển, phương thức thanh toán là nó rõ ràng hết. Còn vấn đề hồ sơ giấy tờ thì đối với những cái xe mà có hồ sơ sẵn á thì phép gửi đi theo luôn, hồ sơ phép làm cho nó nghiêm chỉnh sẵn anh em về chỉ có đóng thế là qua phòng ký nộp thôi. Còn đối với những chiếc mà phải đợi rút thì sau khi rút xong, sau khi trên dưới 2 tuần lễ rút xong thì phép sẽ gửi cái hồ sơ qua đường bưu điện ha. Qua đường bưu điện bên nhân viên ta sẽ đem tới nhà cho mình, gửi chỉ phân nhanh đó anh em, ta đem tới nhà cho mình, anh em không phải đi nhận, không phải đi đâu hết, cứ việc ở nhà này có người ta mang thư lại. Bởi vì anh em cứ yên tâm. Còn anh em nào mà muốn đợi gửi cả hồ sơ cả xe một lần luôn thì phép cho đem đằng kho nè, đậu nè, rồi hồ sơ rút xong rồi gửi sau, gửi cả xe cả hồ sơ luôn.
xe quá trời luôn anh em, giá trên yên anh em ha, để nó dơm lên cho nó rõ nha. Em nhìn rõ ha, giá ghi rõ ràng cái đi. Nói chung mà xe đông quá, cái đồ trong đi trong kẹt không anh em, thành ra quay nó hơi giật giật anh em thông cảm, phải lòn lòn vô để đi mới được. Rồi cứ quay dãy dưới nè, quay trước đi cái đầu hồi đi xuống đó cái quay cái giá, các anh em nắm được hình thức giao dịch anh em ha. Cần thêm gì đó anh em cứ điện cho thằng Trường Sang anh em ha, số Trường là 0961 374 375, số của thằng Sang là 0325555330. Anh em cứ gọi hai đứa nó để có gì đó làm việc trực tiếp thì nó hay hơn, hay là muốn kêu là chụp hình nó xin thêm thông tin nó chi tiết xe là giấy tờ gì đó thì liên hệ với Zalo hai số đó luôn. Còn thằng nào mà không chụp hay là có thái độ thì báo em nha nè, em thịt tụi nó. Nhiệm vụ tụi nó là làm công việc đấy, nhưng mà có đôi khi anh em biết rồi, người miền Tây mà nó thật thà thẳng thắn lắm. Có đôi khi em thấy nha, nhiều anh em phàn nàn nhiều khi nói nó dặn như nói chuyện không có được ấy đó anh em, nhiều khi nó chiếc xe nó im quá đó rồi nó nói kiểu như là không cần không có gì phải xem, ví dụ vậy. Cái anh em hiểu nhầm, anh em tưởng đâu là có thái độ này kia là không hay, không phải, ý nó là chiếc xe nó im á, không có gì để xem. Thấy có gặp trường hợp đó rồi, bởi phép mới nói trên đây thôi. Ở anh em có gì thông cảm, em cũng gầy la nó chằn chằn hoài nữa anh em, bởi vì thông cảm. Mấy đứa nó cũng em học hành rồi cũng ít nữa, ít có giao tiếp xã hội nhiều quá, thành ra làm ở đây rồi công việc ở trong quê mà vòng 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 thì ăn nói nó thiếu cái tế nhị, nó thiếu cái sự mềm mại xíu, có gì anh em bỏ qua giùm. Bây giờ người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là phép nha anh em. Đối với anh em mà tin tưởng phép là ở xa xe cộ có được không được không ai lòng, cứ gửi lại anh em, cứ gửi lại cho phép bán người khác không sao hết, anh em giữ giùm cái xe phép được rồi đó ha. Ở đây anh em mua nhiều anh em hiểu đó, cái đổi trả bình thường đó. Còn với trường hợp mà có một vài trường hợp cá biệt đó, lại ở đây rồi coi xe đại khái chiếc ZX phải không, phải mua xe chuyển thì ở đây em không nói, lại ở đây rồi mua xe thử cả buổi trời á, hình như hết một buổi sáng luôn, đi hai người hình như là cũng có thợ theo đó, chạy rồi test, ôi người này chạy bung ra người kia chạy rồi là trả giá, rồi xong rồi coi rồi trả giá, trả giá nhân bớt 500 ngàn không mua, rồi đi về cuối cùng bớt cả triệu bạc quần cả buổi trời luôn, rồi về chạy hai bơm lên rồi đầu vô điện thoại lên nói ra khói trắng có gì. Nói thằng bảo đảm với anh với giấy đế là phép đã có test có chạy luôn, không có khói trắng khói lửa gì. Nhưng mà cái trường hợp đó đó là anh em lên tự mắt anh em coi, anh em chạy anh em test cả buổi trời hai ba người rồi về nhà rồi đổi thừa lên như thế thì cũng tội nghiệp em. Nói, ví dụ như anh em đi mua cái xe mới về em gì bảo đảm luôn, cái xe mà tầm trung quen pha rút thì mỗi chiếc nó sẽ có một cái nhược điểm riêng. Nó ví dụ mua trên pha cái máy lạo gạo lâu gạo đi, hồi đó đi gấp mới về chạy từ hãng về nhà đó, điện lên hãng cái xe nãy máy nó gạo quá à. em muốn em không thích nữa, sao nó gạo với anh, em muốn đổi xe khác rồi này, cái đó hãng cái nó cười chết luôn á, nó cười nhiều khi nó chửi trong bụng đó, ông này bị điên sao thế nào đó. Hoặc là mua Sea-Wood đi, đang trên đường chạy cái tự nhiên cái đầu đèn nó xích, cái nó đầu đèn đâu có ốc gì đâu, hoặc là thuộc nó dằn quá cái điện lên hãng, cái đó là trường hợp đó người ta đâu có chịu trách nhiệm nữa anh em. Trong xe này cũng vậy nữa, anh em đi cửa hàng cũng vậy hết đó. Ví dụ như anh em ở xa mua xe chuyển á, mỗi anh em có cách nhìn khác nhau, phép biết không ai giống ai hết,
Nó thì trường hợp đó thì phép kệ không sao đâu. Anh em mình không chấp nhận thì anh em khác người ta chấp nhận. Nhiều khi lỗi nặng của anh em này nhưng mà cái đó với anh em khác là bình thường, người ta không quan trọng. Đó, còn những cái quan trọng của anh em này người khác thấy bình thường, còn những cái bình thường của anh em này người khác thấy quan trọng cái gì? Bởi vì gỡ về đây mới bán được hết. Đó. Còn như trường hợp anh em lại trực tiếp test xe là chạy thử là cả buổi trời rồi, đi về là kêu than ghen gì đâu được anh em. Xe nó có khói lửa hay chăng á, chủ yếu về không anh em, mà nhiều khi người này nói này người kia nói nọ mắc ghẻ các kiểu gì đó rồi bắt đầu là quay đây điện thoại màn thịt đây thôi, chứ không có ZX đó mà làm gì có chuyện khói trong đó. Cái dòng ZX nó ít có bị khói lắm, dần này mới bị nhiều nè, mới đứng nè dòng ẹt nè. Xe của em biết mà, bán em biết mà, em đã chạy thử rồi mà. Cái gì cũng phải biết mình biết người ta nha em, chứ đặt lết của mình lên cao quá rồi là người không thấy gì dân của lết của người khác là không được. Mình phải nhìn nhận thấy cái lỗi của mình thôi, chứ đừng bao giờ mà đi kiếm lỗi của người ta nè. Thiệt, em đi bán xe chỗ em mà em đặt luôn, tình thật với em, anh em mà mua không được gọi là có tánh khí, nói chung là không mua được ở đây thì anh em đi chỗ khác cũng khó mua lắm anh em. Cái trường hợp đó anh em đi tất cả cửa hàng trên toàn quốc mình luôn á, toàn thế giới luôn, nữa toàn quốc, anh em lại mà thử cái test gọi là hai ba người chạy thì thở theo nhóc, gọi là trả giá trả giết thì xong rồi quay ra anh em chạy xe về, cái đầu anh em hai ba mấy ngày sau anh em nói thì xe bị này bị nọ, tao không đóng chấp nhận đâu. Thà anh em không biết gì luôn, lỡ đây em bán cho em nói xe này đảm bảo phép đứng ra kiểu kinh nghiệm 100% cho anh em xài đó, cho anh em chạy bao luôn ha. Rồi ok, chắc phép nó cập nhật hết tất cả xe tại tiệm anh em ơi. Anh em cần gì thì anh em cứ liên hệ vậy. Số con của ông Sang Trường nha anh em, đây số của ông Sang 0325553330 ha anh em, số ông Trường 0961334375. Và phép chỉ chịu trách nhiệm với một số tài khoản duy nhất tại ngân hàng Sacombank tên Nguyễn Nhật Phép này nha anh em, 0700602060, để tránh chuyển nhầm chuyển lộn hay là lừa đảo hay là dối gạt gì các kiểu nha em. Phép có quay rõ gạt ha. Rồi anh em có chuyển tiền nhớ ghi nội dung nha phép, mấy vấn đề chạy cảm là phải kỹ mới được. Anh em mua MD thì anh gì đó chuyển tiền xem MD hoặc là mua quay 110 thì nè chuyển tiền quay 110 để phép nắm được cái nội dung, để phép lưu sổ ha, lưu sổ vô đó để anh nào chốt nào đó để mốt phép nhớ, em có nhận xe phép nhớ. Rồi xin cảm ơn em. Rồi xin chào nha em, nha phép cập nhật xe thằng kho 2 nha em ơi, giá cả đâu thì phép ghi trên yên nha, phép báo trước để anh em ngó mắt qua anh em dòm. Còn thời gian lại thì phép nói hình thức giao dịch với cách chuyển xe, chuyển khoản này kia, đầu giấy tờ để cho anh em hiểu nha nè. Rồi đầu tiên là cái hình thức giao dịch nha nè, giao dịch ở đây thì anh em cứ lấy số tài khoản của hàng Sacombank phép ha, anh em cứ chuyển, ví dụ anh em tin tưởng thì anh em cứ chuyển cả thì phép cảm ơn, phép khỏi cho thu hộ. Còn anh em chưa có sự tin tưởng thì anh em cứ chuyển phần nào đó, rồi số còn lại phép cho thu hộ. Anh em ra trần, anh em nhận hoặc là ra xe, anh em nhận xe, anh em trả tiền tại đó. Đó. Còn giấy tờ, giấy tờ thì ví dụ những xe có biển sẵn thế này, ví dụ những xe có biển này thì bắt buộc phải giữ cặp quẹt biển số lại. Em xuất hóa đơn ra biên lai cửa hàng cho anh em, cho anh em chạy tạm đó, gắn biển số xin số vô cho anh em chạy tạm đó, rồi hồ sơ rút khoảng chừng 10 ngày 2 tuần lễ, trên dưới 2 tuần đấy. Xong rồi cái đầu phép gửi chuyển phát nhanh về cho anh em, anh em cầm hồ sơ đó anh em qua phòng thuế, phòng thuế anh em ngồi khai thuế, khai thuế xong rồi anh em đóng thuế trước bạ rồi xong hết trơn, cầm hồ sơ đó qua phòng ký nộp vô là bấm số rồi nha anh em. Còn chừng hộp mà hồ sơ này hồ siết rồi nó trục chặt á thì anh em alo cho bà xã phép giùm anh em, bà xã phép là bộ phận quản lý và tiếp nhận trả kết quả hồ sơ cho anh em á, điều chỉnh lại rồi đầu gửi lại anh em, không có gì hết.
Đây hồ sơ thì nó sai cũng bình thường anh em ơi. Trong 10 bộ đó, thì nó sai khoảng chừng 1 bộ 2 bộ vậy đó. Có thể không sai cũng có thể sai nói gì. Tại vì đánh nhầm khi sơ xúc ví dụ như chặt màu sơn gọi là chặt tên số khung số máy ghi sai một chữ thôi là đã không được rồi anh em ha. Rồi giá tiền quy đi anh em. Còn gửi xe thì đối với anh em các tỉnh miền Tây thì ngày 12 anh em. Miền Tây thì gửi Việt Theo, gửi Tô Châu, gửi cổ phần Sài Gòn. Anh em Sài Gòn miền Đông rồi thì gửi này Master anh em 25 triệu. Gửi xe giường nằm. Gửi xe giường nằm. Đó. Anh em ở Đồng Nai, Tây Ninh này kia đâu ở Nha Trang, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đà Lạt này kia đâu hết gửi được hết á. Gửi xe giường nằm. Còn anh em ngoài Bắc thì gửi Việt Theo cho anh em, Việt Theo Boss. Này gọi tê anh em ơi. Giá cho đi anh em. Anh em cần thêm chi tiết gì nào anh em gọi cho sang trường nha anh em. Chứ trong một cái clip thì phép không có thể nào rồi quay hết chi tiết từng xe cho anh em đâu. Nó mà rất là dài cái video, nó thành ra phép quay vậy thôi. Cần xe nào anh em gọi. Cần thêm thông tin gì thì anh em điện cho thằng Sang trường. Còn tài khoản của anh em thì cứ chuyện đó còn đó ha. Có những trường hợp ví dụ như không xong xuôi phép vẫn chuyển trả một phút 30 giây anh em. Không chậm chạp, không ì nghèo, rất là lẹ. Nếu mà anh em có mờ băng kinh thì chuyển mờ băng kinh tức là tài khoản đó, khoản thẻ đó. Còn anh em không có khoản thẻ thì gửi Việt Theo. Gửi Việt Theo thôi. Giá phải ghi cho niên anh em ơi. Này anh pha đổ cờ anh em ơi. Neo GS. Này, tập trung nói là thức giao dịch này kia đầu với cách chuyển xe đồ để cho anh em lắm. Ở đây thì phép không có nhận cọc này kia đâu mà để đợi hồ sơ đồ luôn nha anh em. Tại vì ở đây nhất là chặt đội, cái thứ hai là khi vốn liếng làm kia đâu em còn phải xây dòng nữa. Khi cái xe mấy chục triệu anh em cọc có vài ba triệu đó rồi bỏ đó thì cũng đợi hồ sơ cũng kẹt em. Bây giờ anh em cứ nhận xe thôi. Về đó mình chăm chút gì đó các kiểu đó thay nhớt thay nhau làm gì theo ý mình đó. Rồi xong rồi có hồ sơ thì em gửi đi chứ. Chuyển phát nhanh đi. Anh em muốn tự nhập thì tự nhập. Anh em muốn đưa dịch vụ thì ở đây em kiếm số dịch vụ cho làm cho anh em. Mất hơn đôi 300 anh em khỏi đi. Công việc anh em để anh em cứ việc làm. Để hồ sơ người ta làm cho anh em mà. Rồi ở đằng đây thì nó vậy thôi anh em nha. Anh em cần cái xe nào thì anh em điện cho thằng Sang trường chi tiết xe giấy giá gì đó cần gì đó cứ gọi thằng Sang trường nữa ha. Ngoài đó Winx mới về nữa ha. Winx với cái Louis Up